trưa ngày 7 tháng 1, Công an huyện Hóc Môn vẫn đang khẩn trương phối hợp với Công an thành phố Hồ Chí Minh và Công an tỉnh Long An truy xét nghi phạm gây ra vụ án mạng khiến một phụ nữ khoảng 30 tuổi tử vong tại xã Xuân Thới Sơn. Trước đó vào trưa ngày 6 tháng 1, người dân nghe có tiếng người la ó tại một kiosk trên quốc lộ 22, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn. Lúc này, một người đàn ông bên trong kiosk rời đi cùng chiếc xe tay ga. Phát hiện người phụ nữ bị thương tại kiosk, người dân đã báo tin cho lực lượng chức năng. Nạn nhân sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. Công an huyện Hóc Môn khẩn trương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera, điều tra truy xét nghi phạm gây án. Ngày 7 tháng 1, thông tin từ Công an tỉnh Long An, lực lượng Công an tỉnh đang phối hợp với Công an thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan điều tra truy xét nghi phạm sát hại người phụ nữ ở huyện Hóc Môn đang lẩn trốn tại tỉnh Long An. Từ chiều ngày 6 tháng 1, Công an tỉnh Long An, Công an huyện Đức Hòa, Công an huyện Đức Huệ, Công an huyện Thạnh Hóa đã chốt chặn nhiều tuyến đường để truy bắt nghi phạm. Khoảng 14 giờ ngày 6 tháng 1, người dân ở ấp 7, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, Long An phát hiện một người đàn ông ghé vào uống nước giải khát có đặc điểm giống nghi phạm nên đã trình báo đến lực lượng chức năng. Ngay sau đó, người đàn ông trên đã bỏ trốn, để lại một chiếc xe. Công an tỉnh Long An và Công an thành phố Hồ Chí Minh sau đó đã điều lực lượng đến khu vực trên truy bắt nghi phạm. Vụ việc đang được cơ quan công an khẩn trương điều tra, truy xét.